gì cho mỗi là lúc này kinh tế ở đây lên hay xuống quý vị? Hả? Xuống đâu quý vị? Xuống là còn đỡ hơn Cali. Cali thì quý vị xuống thê thảm luôn. Cho nên túng thế của tuần quyền, bây giờ em mới nghĩ ra một cái nghề này. Không cần bỏ ra vốn liếng gì hết, cần cái miệng thôi. Ủa sao chị cười? Cái miệng đi làm miệng làm nghề thầy bói. Mẹ em sống bên Mỹ, bên Cali á, người ta gọi thầy ba Cali. Để con hôm nay khai trương sao nha. Nhìn là biết bà có chồng rồi. Mà ngày xưa thầy, cách đây mười mấy năm về trước, lúc mà chồng em mới lấy em á thầy, trời ơi chồng em nó thương em lắm thầy ơi, nó thương vô cùng. Em còn nhớ nha, mới có đám cưới nha, đám cưới buổi sáng nha, buổi chiều nó tranh thủ làm liền, chiều làm, tối làm, đêm làm, rảnh thế nào làm giờ đó. Dạ. Còn bà nào vô duyên mà này không nè? Vợ chồng em làm ăn, tâm sự bà con luôn ở đây bây giờ cũng vậy. Ở bên Mỹ em có ba cái tiệm nail, cái em mê giũa thầy, mê tiền quá đi thôi, cái em ngồi em giũa từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Cái chồng em có thầy, nó đi chán, nó đi về Việt Nam nó giũa một khác thầy. Xong hôm qua nó thay đổi hết rồi thầy. Về Việt Nam trở qua thay đổi. Trở qua lại Mỹ nó thay đổi à. Thầy về Việt Nam trở qua cũng thay đổi với chồng con. Chị đừng cười hiểu lầm em. Không phải ai trở về Việt Nam trở qua thay đổi đó. Sao vậy? Thứ nhất á, trở qua cái nó lạ giờ. Đúng rồi, tội giờ lạ, đúng rồi. Về Việt Nam trở qua cái lạ giường. Đúng rồi, đang ở nhà cái về Việt Nam ở hotel lạ giường. Về Việt Nam trở qua cái lạ vợ luôn nữa. Phải. Không phải yên chí đi mấy bà. Ông nào trở về Việt Nam thương vợ mình nhiều hơn đó. Trở về Việt Nam trở qua thương vợ mình nhiều hơn. Ủa sao hay vậy thầy? Bà nhìn tới nhìn luôn thấy vợ mình già, vừa già vừa xấu. Ông chính về Việt Nam trên 21 nó quá rồi. Làm cái đánh bài đúng bà gì đó. Ba hôm qua tôi đang nói chuyện Việt Nam, tôi kể cho quý vị về Việt Nam nha. Tôi nói thiệt với quý vị nha. Tôi về Việt Nam nha, tôi bỏ một tờ thôi. Nó lo từ đầu tới cuối luôn. Ăn có người đúc, tắm có người kỳ, mặc quần có người cài. Tay thì làm gì bắt ta cài đúc quần thầy? Tay thầy để làm chuyện gái. Tôi một mình tôi về Việt Nam nha, tôi ăn cua mà tôi khoanh tay lại tôi ăn được đó.
ngồi kế bên. Diễn cu mới vừa bưng ra thôi. Mỗi em vẽ từng cái que, em cắn từng cái đàn, em dở từng cái mu đưa cho mặt thầy. Ồ, nè, chi chồng con á thầy. Đi về Việt Nam mà rồi mấy cô Việt Nam cứ dở mu đưa cho mặt riết mà về tới Mỹ mặt ngu luôn á thầy. Mày? Ủa sao chị ra? Nãy giờ em nói là mu là mu cua. Thì đúng rồi. Không khéo tay bằng em ở Việt Nam. Đây phụ nữ nhiều lắm nha, ngoại quốc phụ nữ nhiều đó. Thầy nói có chuyện từ ái à, làm không, sao mà khéo tay được. Mấy chị đồng ý không, mình sống ở nước ngoài á, mình đi làm cái nghề gì cũng phải học hết á. Đúng. Giống như nghề tóc, nghề nail phải học 1600 giờ. Đúng rồi. Cả năm trời mới thi lấy cái bằng. Mình có license mới làm được chứ. Vậy mà mỗi lần ở đây mấy anh nhớ mình đi gội đầu không hết tóc.